Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ các bạn một cái nội dung về đó chính là cây hồ điệp khủng long. Cây hồ điệp khủng long có rất nhiều người hỏi rằng mình là thị trường hiện nay hồ điệp khủng long nó có rất là nhiều màu. Thì Sóc Cò TV nghĩ sao về cái vấn đề về màu sắc của cây hồ điệp khủng long và có lên chơi hàng khủng long hay không? Thì hôm nay mình chỉ phân tích ra những cái ưu điểm và nhược điểm của cây khủng long. Có nó việc chưa hay không thì để các bạn tự quyết định thì sẽ tốt hơn các bạn nhé. Thì mình nói trên cái quan điểm cá nhân của mình, biết cái gì thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn, để chúng ta có thêm một chút kiến thức, chúng ta đi mua lan, chúng ta chơi lan không có bị lừa lọc. Thì hôm nay mình đã lượm ra được một ít cây hồ điệp khủng long này. Nhìn qua thì các bạn nhiều người nghĩ rằng là cây cứ nhiều cọc lá là hàng khủng long, nhưng mà không phải các bạn ạ. Sai, chặt lấp. Khủng long á, thực tế là cây hồ điệp khủng long đó chính là những cây hồ điệp người ta dùng trong cái việc xuất khẩu, hoặc là người ta dùng trong cái việc đó chính là người ta nuôi cây cảnh á. 1 2 3 4 5 6 đầy bông rồi. Tức là người ta nuôi cây hồ điệp này nó mọc, nó ra cành, người ta cắt đi, người ta để bán cho những tiệm hoa, cắm hoa đó, bông nó rất là lớn. Hoặc là người ta có thể là xuất khẩu sang bên nước ngoài. Thì đấy chính là những cái dễ dàng nhận biết về cây hồ điệp khủng long. Thì khi cây hồ điệp khủng long đến tay của chúng ta thì nó sẽ bị cắt đi đầy ngồng rất là nhiều. Là bởi vì người ta nuôi cắt, cắt cành mà. Đó, ít khi hồ điệp tơ hoặc là ít khi mà hồ điệp khủng long người ta cắt một đầy ngồng lắm. Như cái này cũng vậy này, các bạn để ký này, nó rất là nhiều đời ngồng cắt này, 7-8 đời rồi. Thì đến mức nào đó người ta sẽ thanh lý, chúng ta tận dụng những cái chậu này về chúng ta trồng. Đây chính là những dấu hiệu về cây hồ điệp khủng long. Còn cây hồ điệp khủng long ấy thì mình thấy có rất là nhiều người bán, đặc biệt là người ta nói nhiều về màu sắc. Các bạn để ký giúp mình nhé, các bạn để ký giúp mình về cái cây này, cây này cây vỏ thông này các bạn này. Đó, mình thấy có rất nhiều người bán hồ điệp vỏ thông và nói rằng là hàng khủng long, nhưng mà không phải các bạn nhé. Cây hồ điệp trồng trong cốc vỏ thông đó, cái cây này, cây màu cam, cây màu cam đấy các bạn này, cây này cây màu cam đây đâu phải khủng long đâu. Cây này cũng trồng trong cái cốc vỏ thông mình, đây có rất nhiều cọc lá này và cũng cắt rất là nhiều đời ngồng này, các bạn thấy không, chi chít thế này, cắt chi chít thế này. Nhưng mà em này đâu phải là hàng khủng long đâu, em này chỉ là hàng đại thôi. Nên vì vậy mà không phải là cứ nhiều cặp lá là hàng khủng long các bạn nhé. Có cây hồ điệp mini nữa cơ, mình để góc màn hình cho bạn tham khảo này. Hồ điệp mini có rất là nhiều cặp lá. Nếu mà cắt cái ngọng đi và báo là hồ điệp khủng long, chắc nhiều người cũng tin. Nếu mà ai mà ham nhiều cặp lá thì là bị lừa dễ như chơi. Còn cây này, cây cũng là cây cốc vỏ thông nhưng mà mặt bông là màu vàng, nó mới ra được có vài bông leo ngoe như này. Nên vì vậy mà mình xin nhắc lại là không phải cứ cây hồ điệp mà trồng trong cái cốc vỏ thông mà được gọi là khủng long nhá. Sai, sai hết. Cây này rất là nhiều cặp lá, đúng không? Cũng bị cắt rất là nhiều đầy ngồng. Cây này chỉ là những cây hồ điệp đại phục vụ trong cái nhu cầu cắt cành, khác mỗi cái cốc vỏ thông thôi, không hơn không kém. Còn hồ điệp khủng long á, đây mới là cây hồ điệp khủng long này các bạn này. Đây là cây hồ điệp khủng long, cây này được 2 4 5 6 cặp lá. Em này mình xin khẳng định 100% em này là cây trắng V3, tức là trắng lưới vàng. Thì có rất là nhiều người bán cái cây này, các bạn ý ký nhé. Mình xin nhắc lại, nhiều người mà mua hàng trên mạng mà thấy cái cây nó cổ lá như thế này thì mình xin khẳng định là đến 90% là thị trường Việt Nam là bán cái cây này là màu trắng. Nhiều người người ta họ nói với các bạn rằng là nó sẽ sổ ra đầy đủ các màu, nhưng mà không phải. Thực tế ra chỉ ra một cái cây màu trắng V3 mà thôi. Nên vì vậy mà nếu các bạn mà có thiếu một cái cây màu trắng V3 thì các bạn hãy mua cái này. Còn nếu mà các bạn mà hy vọng là mua cây hồ điệp khủng long mà cổ lá như thế này thì mà ra đầy đủ màu thì các bạn ăn thịt lừa nó chắc. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như là cây màu đỏ ớt, cây tím, cây chớp, nó là những cây màu đậm thì cổ lá nó sẽ không có thể trắng như thế này được, đúng không các bạn? Các bạn không tin, các bạn ra vườn mà xem. Nếu các bạn mà mua phải những cây như này thì là 100% là cây màu trắng đó. Mình xin nhắc lại là hồ điệp khủng long nhé, là phục vụ cái nhu cầu mà cắt cành, phục vụ xuất khẩu, và đến 90% thị trường Việt Nam hiện nay là những người bán cây hồ điệp khủng long này là cây màu trắng, không cần phải hỏi nhiều các bạn nhé, màu trắng. Còn hồ điệp khủng long trồng trong cái môi trường kính nó ra được
từ 18 cho đến 30 bông ấy, đấy là trong nhà kính. Còn nó là khi cái cây này mình trồng trong cái môi trường tự nhiên thì nó phân nhánh nó cũng ra bình thường thôi, nó cũng ra bình thường thì không có sao cả. Nên vì vậy mà các bạn đừng có áp lực về vấn đề mà hồ điệp khủng long, đừng có áp lực về vấn đề hồ điệp khủng long các bạn nhé. Bởi vì các bạn mà cứ áp lực về vấn đề hồ điệp khủng long các bạn đi rất là dễ bị lừa, rất là dễ bị lừa. Ngay như là mình ví dụ như là cái cây hồ điệp đại đi, cái cây hồ điệp đại 3.5 của mình đấy, các bạn để ý kỹ nhé. Cái cây này này, lá nó rất là nhỏ, nhỏ xíu à, nó được bao nhiêu, 5-6 lá đúng không các bạn? Các bạn thấy bông nó rất là bự đúng không? Bông nó rất là bự. Em này em ấy gần tàn rồi này, 2-4-6-8-10 bông này, 10 bông này. Các bạn thử nghĩ mà xem, cái nhánh này nó phân ra này, mình cắt đi đó, cái nhánh này nó phân ra mình cắt đi. Giả sử các bạn thử nghĩ xem cái cành này này, một cành nó được 10 bông, cái cành này ra được 10 bông đó, cành này nó ra được 10 bông đó, là 30 bông. Giả sử cái cây này đi, nó chỉ là hồ điệp đại thôi, hồ điệp đại hàng Đài Loan đó các bạn, lá nhỏ xíu à, lá nhỏ xíu à, các bạn thấy đấy, lá nhỏ xíu à, đâu bự đâu. Đây mình cho các bạn xem cây này, đây cây trắng V3 của mình đây, cây hồ điệp khủng long là cái cây này này đúng không? Cái cây màu hồng này này nó nhỏ hơn cây V3 rất là nhiều so với kích thước lá và bông vậy. Nhưng mà bông em cây màu hồng này em mới trồng trong cái môi trường tự nhiên, em mới phân nhánh ra, phân nhánh cũng được ra maximum là cũng phải được bao nhiêu, 3-4 cành thì cũng được là bao nhiêu, là được 30 bông thì khác thì như ở khủng long đâu. Nên vì vậy mà khi các bạn chưa lan, các bạn đừng áp lực về vấn đề hồ điệp khủng long nhé. Hồ điệp đại mình trồng trong cái môi trường tự nhiên nó phân nhánh bình thường mà, có gì đâu. Còn đâu là về màu sắc thì là mình xin khẳng định là 90% là thị trường Việt Nam bán hàng hồ điệp khủng long là cây màu trắng. Ngay như cây này cũng vậy các bạn này, cây này cây màu xanh táo. Em này một cảnh em cũng được bao nhiêu là hơn chục bông rồi. Các bạn thử nghĩ xem cái ngọng này mình cắt đi này, nếu mà em này em phân nhánh nữa thì em ra được bao nhiêu, 20 bông 30 bông là chuyện bình thường. Nhưng mà cái lá của nó rất là nhỏ, lá của nó rất là nhỏ, nhỏ xíu à, các bạn thấy bàn tay mình này, nhỏ xíu à đó. Nên vì vậy các bạn là chơi bình thường thôi, đừng áp lực về vấn đề khủng long nhé. Chúng ta cứ trồng cái cây hồ điệp đại hàng Đài Loan cốc 3.5 thì trồng trong cái môi trường tự nhiên thì em nào cũng phân nhánh, thằng nào cũng phân nhánh, mà ra được hai nhánh thì nó cũng tương ứng là khủng long rồi, đâu có thua xin nhê gì so với em khủng long đâu. Các bạn cứ áp lực về khủng long là các bạn dễ bị mua phải một màu lắm. Khi mà họ giao hàng cho các bạn đây này, các bạn nhìn cái cây nó rất là mướt, rất là đẹp, các bạn cũng đang vội vàng khen người ta là ôi anh chàng này bán hàng có tâm quá, giao cái cây rất là đẹp và 10 cây giống nhau y hệt, đủ màu khác nhau. Rồi chúng ta trồng một thời gian, chúng ta hy vọng đến khi nó sổ bông ra có một màu, lúc đấy quay ra hối hận thì bảo rằng là bán hàng tầm bậy tầm bạ. Đây này, mình chia sẻ với các bạn qua này, ví dụ nha, tránh khỏi bị lừa nhé. Các bạn nhìn kỹ giúp mình như này, trắng V3 này, cổ lá trắng xanh và lá nó rất là bự. Các bạn nhìn thấy cây bên ngoài không, cây này cây màu vàng đúng không, lá nó sẽ tròn tròn này đó, cây này cây màu cam lá nó sẽ tròn tròn, nhưng mà sao nó bóng, rất là bóng, nó rất là mềm. Cây màu cam lá rất là mềm, lúc nào nó ủ rũ thôi như này đó. Màu sắc khác nhau, kiểu lá nó sẽ phải khác nhau, không thể giống nhau được. Chứ còn đâu các bạn mà nhận 10 cây như một giống như thế này thì là sổ ra một màu là cái chác. Cây màu cam, cây màu bò sữa, lá nó phải khác nhau, kiểu lá nó phải khác nhau. Hoặc là như là màu xanh táo, kiểu lá nó sẽ phải khác nhau, lá nó nhỏ. Cây màu xanh táo này mình rất là thích, lá nhỏ nhưng bông nó rất là bự, cực kỳ là bự. Vậy là hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn về cái nội dung về hồ điệp khủng long đó. Thì chúng ta rất là cân nhắc về vấn đề chơi khủng long các bạn nhé. Nếu mà chúng ta thiếu màu trắng thì chúng ta nên mua cây khủng long trên thị trường ấy. Chứ đâu mà các bạn mà cứ hy vọng mà nhiều màu là không có đâu. 90% là cây màu trắng đấy. Còn đâu là những cây nhiều cọc lá, không phải nhiều cọc lá mà sẽ ra mà khủng long nhé. Nhiều cọc lá vẫn là hàng chung bình thường. Bởi vì nuôi nhiều năm, nuôi 3-4 năm nó sẽ ra nhiều cọc lá là chuyện bình thường. Đó, nuôi nhiều năm nó sẽ ra nhiều cọc lá là chuyện bình thường. Vậy là hôm nay các bạn đã được biết là chúng ta cái cây hồ điệp khủng long màu sắc hiện tại như thế nào đúng không? 90% là trắng nhá, chốt lại nhá. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Châu Cò TV nhá. Hôm nay thì mình chưa xuất được hàng. Hàng rất là cây hiện tại nó đang ướt, mình đang cho quạt để cho nó khô. Rễ nó rất là xanh đúng không các bạn? Sắp tới mình sẽ xuất hàng đi cho các bạn này. Nó khô đó, nó ướt quá mình bỏ cái cốc ra mình quạt. Đang quạt, rễ rất là xanh.
đó, bán hàng là phải bán những cây có chất lượng như thế này, các bạn trồng thì nó mới sống này, không có bán hàng tầm bậy tầm bạ, không có bán hàng bột màu. Đấy, rất là đẹp. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Cái nồi nuôi màu vàng mình để riêng ngắn mà, để sau này lựa cho các bạn, ai thích màu vàng mình sẽ lựa chứ không có bán. Chứ nó 10 cây giống nhau với hệt như thế này thì chỉ có một màu thôi các bạn nhá. Giống nhau 10 cây như một là sổ ra một màu là chắc chắn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.